Thế mà các bộ đội đi nhá, thấy nhá, là viên đạn trong người nó vẫn nằm đi trong người, nó kín, nó không có oxy vào nên nó không bị sưng. Nhưng mà bây giờ thầy ăn vào nó vẫn vướng á, ở cổ á, Lâu xương lâu cá. mình nuốt xuống nó không còn mà. Nhưng mà vậy là nó là xương cá à? Xương cái À. núi, tức là hồi lúc con đi làm ở bên chỗ chợ cái đẹp bên Bài Tô nè, bên Bài Tô bên Vũng Tàu nè, thì ở trên làm nuôi con đi nuôi ong, nuôi ong mật á, thì ở trên núi rừng mà thì hết hết rồi ăn, thì con có ông chủ á, là mấy thằng mà làm chung á đi chăm cái ở suối cái trắng này vừa ăn, nhưng mà không cái điện điện sau điện ăn á pin nó ăn này, tối mình ăn vô cái nhà nuốt sau kia cái xương kế cái trắng nó xuống nó cọp ngay luôn, Mắc luôn ở họng ấy, bên lên dưới họng. cũng được xuống cũng được, nó nằm ngay luôn rồi con đỡ tới giờ luôn, tới bây giờ luôn đâu có đi khám đâu có đi gì đâu, Cũng không đi soi chụp gì à? không đi chụp luôn, tao bắt đầu về ở đây À, 10 năm rồi. hơn năm rồi, hơn năm rồi, Ồ. tức là con không thể chết Ừ, hồi đó không, lại đúng đâu rồi. không biết hết dưỡng lão đâu mà tu, Ừ. tức là hồi đó là con không thể chết, con nói là sống với cái số nghĩ mình đầu gì là số mình là tới là tận là phải chịu thôi, bây giờ là phải chấp nhận đó là chết cái số rồi, giờ mình không sợ nữa, cỡ hên Không sợ xui chết nữa, không chết được. thì nó đâu có đang bị đâu, nó đâu nó thoát ra đâu, Bây giờ mình ăn là thỉnh thoảng là nó cũng nào vướng lúc à? nào vướng nó lòng nước xuống mạnh thì nó cộm nói À. chuyện nó cộm cộm Ừ. nè, đâu sợ chết đâu, hồi cũng làm ở Sài Gòn nha, Có tưởng là bây giờ nó đâm vào đấy là nó phải còn cái mắt ở trong ấy, nó kín rồi, thịt nó kín rồi, nó như kiểu chắc cũng cộm mà là nút nó ấy, cộm, mắt tức là cá cái xương chân. nằm ngang, Ừ. xương nằm ngang này, nằm ngang hai bên này, Có không? đó thì mình ăn nuốt mạnh xuống thì bên đây mình nuốt mạnh nuốt cơm bên đây thì nó cộm, nhưng mà mình có ăn con ăn con chuyển hướng là con nuốt không nuốt phía bên này, con nuốt không nuốt phía bên này À là cơm nó xuống nên nó không động bên đây thì nó không cộm, thì mình nuốt à, cơm thì về bên phía bên này nó xuống thì nó đâu cộm có nghĩa là nó mày thầy ra nó xương cá đang mắc ở bên họng, ở bên trái, ở đâu, bên hai phải, bên luôn cả hai bên. À, nó mắc ngang nó hả? ngang, nhưng mà bên này thì nó cộm ít hơn, bên này nó cộm nhiều hơn, Ồ, vậy thì hôm nào phải ra chụp xem thầy. chập gì chập À, soi 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 gì nữa rồi, cứ soi số 10 năm số chết nhưng chết mà không phải số chết, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn như vậy thì mình phải cho đi nó đây. Mỗi lần nó hơi nhặng cái thì mình vẫn phải nghĩ đi nó. nghĩ nghĩ chứ mà con đang không nghĩ tới, chỉ biết nó cầm cầm thôi mày, con quên này à, con bạn sẽ liền con không nhớ tới, cái hồi cũng làm ở Sài Gòn á mày cũng bị sốt xuất huyết ngủ không mùng á, mày ngủ ngay cần cái cống nước mà buổi tối lại Mỗi nó đem nó là chích cho mình sốt huyết đã hết người này, sốt nha nằm 2 ngày 2 đêm rồi lạnh run luôn mà ăn ăn uống được gì đấy, xong cái ông chủ làm ông kêu là phải đi đi khám bác sĩ đi chứ đừng ấy chết á, nghe ông nói với ông là số ta đây là tặng rồi chết rồi thì phải chấp nhận thôi, là người đồng cái số đấy bây giờ là phải chấp nhận cái số phận cha chết luôn không khám gì đây, thì mà tới hơn 3 ngày tại vì nó hết luôn hết sốt luôn rồi người thấy lại ý thức được đấy, người nó thấy lại rồi ý thức được. vẫn làm bình thường, con làm bình thường rồi cái nửa tháng sau cái ở xưởng cái thằng sốt tiếp nữa, là tức là con mới vừa hết bệnh thì mình làm lại bình thường, mới hết bệnh ai ngờ cái tiếp xúc là gần đó nó lại tiếp một lần nữa, sốt sốt một lần nữa là 1 tháng sốt 2 lần không thuốc gì luôn vậy Cơ mà nó hết, thể vậy nó hết không sợ, nó không sợ mình. chơi chơi, nếu mà đúng đúng số thiếu này là vòng 1 tuần lễ, 1 tuần lễ là nó hủy hồng cầu, với hồng cầu liền chết luôn, ai Nó vừa diệt quê diệt hồng cầu. ai vừa quê thì sống ai vừa quê thì chết, nên thử là con nghĩ là Đấy, cái thằng này, Covid này cũng thế, chất đề kháng nó kém là nó bị với lợi cái thức ý thức lực là cái gì cái tâm nữa, tâm mình bắt động nữa, ý thức lực. mình nghĩ là số tận á, số mình tới đây là chết rồi là chấp nhận rồi, mình phải chấp nhận số phận Vậy thôi, nên là thầy mới xuất gia được chứ không xuất gia tu được. Mà này là mới biết pháp trưởng lão năm nào? như là năm như đây nghe pháp chuyển lại họ 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 đã chứng nghe chưa nghiên cứu chứng nghe là năm như là 2013 14 giờ cũng Đã nghe rồi đã nghe rồi à, 13 14 nhưng rồi, mà xuất gia vào giáo đoàn năm à, hay là mấy, năm 2 giáo đoàn hai năm nào? 2019 2019. đầu năm Vậy ông nghe 2019 mấy đầu giáo, đầu đầu năm mấy đầu năm 2019 luôn á, mấy pháp rồi, đầu mấy năm năm rồi đi xuất gia. sau này Xương cá để mắc của họ 10 năm rồi hơn kệ hơn 10 năm nó. hồi đó là bác sĩ kế là năm 16 tuổi mà bây giờ là 28 tuổi rồi 12 năm. chơi thực ra là nếu ai mất cổ xương là trong vòng vài tháng chết à, năm à, nó bị cầu kế này ung thư chết luôn à, ung thư mà đang tới 12 năm Mà không soi chụp gì. không chụp luôn, người con cái thầy cái gì cho nội tạng con rơi ở đâu á,
Thấy vậy chân cẳng đồ là đây là tí tí cái vừa xuống bị ngay khớp háng này ngay đây này, ngồi gối đầu lâu rồi đầu nhức nhức đầu tờ chân thế này. Rồi đi hồi đợt làm mỗi bên giá đầu hai khiêm giác để chỉ đồ xi lanh này nặng á, bước cắt đó dắt lên cầu thang này bị thoát bị đẹp tại đây nữa này, mẹ mẹ con mà rinh rinh nặng một cái này đau tiếp đó. Rồi bị đau quay tử quay đồ rồi cái kiểu xương kế rồi tay gì con không sợ. Sáng bình thường vậy chứ số mình chơi chết chết là chứ giờ số chết là số chết, chết là chết là không có sao không làm không, nhưng sợ. Mà mình thu nó có chuyển nghiệp ấy. Ăn ngày một bữa lại nó đấy, cái ngày bữa nó chuyển hết chuyển hết đấy, coi là cơ thể nó tự 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 chữa lành vết thương cho mình, tức là nó gọi là bị gọi là phục hồi chức năng mình từ từ phục hồi luôn, tự nó điều chỉnh cái con người nó có cái bộ não là một, và cái toàn bộ cơ thể nó thể hiện ở mặt ấy, nó gọi là diện trần, và thứ hai là bàn chân bàn tay ấy, đều có các huyệt của lục phủ ngũ tạng ấy. Nếu như mà ví dụ cái đá muối này mà mình đưa tay vào này hoặc đưa chân vào nó ấm này thì là rất tốt buổi tối ấy. Vậy nên là chú con già không mấy tuổi họ mới tặng cái này, thì con cứ cho tân ở đây khoảng 20 phút đấy, nó ấm hả? ấm chân, nó ấm chân. Với thứ hai nó muối mặn đấy, khi mình đi chân đất này hàng ngày đi núi đường về là nên đi lên đi xuống ấy, là nó có vi khuẩn ở đây này. Vào muối là tịt hết. Đấy. Mấy người về này tối phải ngâm gừng chân, gừng là nước muối á. Đây gừng nước muối. Thì bây giờ là người già ngâm gừng nước muối, trong y đông y thì nhóm con học vậy mà. Thế nhưng mà tự nhiên nó có cái duyên này, cái cô này cô ấy bán đá muối. Cô bảo con mua cái này lâu rồi mẹ con dùng mà mới dùng được ít ngày nhưng mà chẳng thấy dùng nữa. Bây giờ không cần nữa, bây giờ thì con cũng dường sư ở trên núi. Thế cô ấy đưa năm đầu năm rồi này. Thế hàng ngày là con với ấy mà con thấy hiệu quả lắm, là vì sức khỏe nó lên lắm mà nó còn bớt cả mỡ bụng ấy, là mình tập ấy. Thế sức khỏe tốt. Làm hết à? Làm à? Đi làm lên đi xuống. Cơ bản mình đi lại. Đi lên xuống, đi lên xuống là hết à? Tiêu rồi. Đó, tiêu mình đi thầy bảo cứ đi xuống lên núi xuống núi là nó còn đi. Còn cái đá còn còn một ngày mấy 200 đồng á. Còn con đi làm nước á, đi gần á, bởi con đi làm có cái gì nghỉ đâu, đi lên đi xuống biết không à? Cứ hết coi cái này là đi chạy coi cái kia, hết coi cái kia coi cái này, tại vì sao đấy chính là vận động của mình, sắp nó cắn đụng lỗ thì con phải nhớ cho đá, con phải đi về bảo trì bảo trì này thì phải hệ thống đi coi, lỡ như cho đá nó xì này phải buộc lại này, rầu thì sắc. Vậy thầy đó. Thầy đi đâu về làm cái túi không, nếu có cái đồ bỏ luôn vào đấy. Túi gì? Túi sách nhỏ nhỏ đeo người ấy, cho dây co dây chun này với hay là băng keo ấy vì cái kìm ấy ở dưới bếp này còn cái túi bác nhỏ đấy, trong chuồng thì khoác vào đấy xong rồi đi xuống cái túi bác nhỏ lúc trước con ở đây túi bác nhỏ này vâng đây thì mang đi nó gọn, không đi đâu ngồi đấy, không đi đâu biết đâu thì tham nhờ thì mình lại giúp cho người ta đấy, đi quanh núi mình này toàn người tu các thất ấy. Đấy mà thầy nãy không mang cái khóa nước thằng khỉ nó bật mũi nó bật đó, đấy nó vừa sáng hay nó bật luôn đấy, chú chạy ra làm sáng con định xuống làm, nhưng mà nghĩ là làm ra trước rồi xong rồi chiều con cần làm luôn nó làm cái xong xuôi rồi giờ sao không xong đâu á, nó cũng khôn thật, nó bật nước nó uống cái cửa mà nó mở được mà cái nước này là gì đây ông nội, là nó đeo cào này mà nó không mở được vì là lưới à. Không là nó khóa, nó mở cửa nó vào nhà nó bê đồ thì ở các cái thất của các sư ở đây ấy, nó có thức ăn, còn mình nó không có, nó cũng cứ tưởng vậy, nó cứ mở cửa ra vậy, nó mở cửa ra đấy, cửa khép nó mở ra đấy, nhưng mà nó không vào được là vì nó cào cào và lưới, cái lưới mình bọc rồi, lưới nóc nó bọc sắt nó bọc, chứ lưới kia nó cào là đứt ngay, lưới này mới, lưới trong mũi. Ở đây làm giờ xong hết rồi ạ, nước hết chảy được ạ. Thế chảy đấy, như vậy là tịt đấy, chỉ còn, mất động tác tí thôi. Tại sao mà đúng quý thầy mất nước là vì thằng khỉ này. Bây giờ bắt mùa khô rồi, miền Đông Nam Bộ thì mùa khô này thì 7 tháng. Ống nổi ở trên luôn, đi ở trên. À, lúc nào con đi con tham quan. Con không đi ở dưới đất, mày đi ở trên này chừng cũng bảo quản, bảo trì nó dễ hơn. Rồi.